Tao đi mid. À, mày dám chửi tao gà. Ôi đang thấp máu. Con kiến tới găng ta. Đập nó. Mày hả bưởi? Bố láo với thầy giáo à. Đứng lại đó. Lúc này mày láo lắm mà. Dám bảo tao gà mà. À, được, được. Bật ulti lên, chơi nó. Oh my god. Nó kéo cả team của nó tới. Ba thằng là chấp luôn. Mày hả bưởi? Quá là đơn giản. Để lúc mở combat kết thúc trận đấu rồi. Yeah. Đập hết. Đập. À, mày dám khóa tay của tao à? Oh yeah. Thôi rồi. Để đến lúc phá hủy công trình của đối thủ. Vào hồ máu. Đập chết team địch. Ta đã lên bảng đếm số, nhưng ta đã giành chiến thắng.